Nước sau cùng gần kính mến. Thì đến hẹn lại lên thì hôm nay Quốc Tạo đã tất tần tật để làm những cái phần thuốc của mình đến tay những bà con. Thì kính thưa bà con, thì lúc này là đang nắng hạn nhưng mà bỗng nhiên chờ đổ mưa và ui ui trong 2 ngày nay thì rõ ràng là đã chuyển qua đông. Thì chuyển qua đông thì cái mối nguy cơ đó rất là lớn quý vị, đó là dịch bệnh. Thì dịch bệnh thì nó sẽ khi mà nó khô hạn nó sẽ nằm im gu đó, nó đợi thời cơ, mà khi mà trời lạnh đến là môi trường của nó sẽ tái sinh ra rất là nhiều. Thì cũng báo cho bà con biết là hiện giờ ở bên Trung Quốc mới 1 giờ gần đây báo là những bệnh dịch là nó tràn lan trên bà con, tràn lan hết. Là ví dụ như mình trị cái bệnh dịch đó hết đi rồi bắt đầu là nó sẽ tái tạo, nó sẽ núp ở trong cái cơ thể chúng ta, 4 ngày sau nó sẽ tái tạo lại nữa là chúng ta bị chết luôn, có gì tử vong. Thì nơi đây thì Quốc Tạo sẽ giới thiệu những cái thành phần mà để ngừa được cái bệnh dịch đó. Thì ở đây là dầu diêm son ngừa Covid của Quốc Tạo. Cái loại dầu này đó là hiện giờ Quốc Tạo đang chế ra với cái cấp lượng là rất là cao, cho nên là hiện bây giờ đó Quốc Tạo dám cam kết với bà con, nếu ở trên toàn cả thế giới này luôn chứ không phải mà luôn cả nước Việt Nam này, ai mà có loại dầu của Quốc Tạo không chịu cái gì cũng chịu hết trơn, hứa với bà con luôn. Loại dầu này Quốc Tạo chính tay Quốc Tạo chế ra, là ngâm pha lợ 2 loại thuốc bắc và ngâm chung với 6 vị thuốc bắc nữa, là tổng cộng là 8 vị thuốc bắc, và sau đó ngâm trên 1 tháng trời mới lấy ra rồi mình sẽ pha thêm một cái hương vị vào nữa, đó là hương vị số 1 đi. Quý vị mở cái chai thuốc ra, quý vị thử sẽ có hương vị số 1 đó. Còn quý vị lấy cái này, cái dầu này quý vị thoa vào, quý vị thử sẽ thấy hương vị thứ 2, dầu gì hít vào hương vị thứ 3. Đó là 3 hương vị, nếu mà ai biết xài dầu thử vô sẽ có 3 hương vị, và nó sẽ thơm lâu cho đến 3 tiếng đồng hồ, đúng 3 tiếng đồng hồ ha. Ai mà có làm mà 2 tiếng đồng hồ điện lên Quốc Tạo giùm ha, Quốc Tạo hứa vị luôn là 3 tiếng đồng hồ. Cho xin một ly nước mát đi. Thì ở đây dầu này nó có tác dụng gì Quốc Tạo? Ví dụ như em cháu mình đi học, mình cho nó một chai, nó bảo vệ cho nó. Dịch bệnh đến rồi bà con à, lúc này là mình sẽ sống chung với dịch nha. Lúc này là ai có bị nhiễm dịch là chết mặc ai nha quý vị. Đó, mình tự mình lo cho mình nha, chứ không ai lo cho mình cả. Đó, cho nên là ở đây muốn báo với bà con là phải, chúng ta phải cẩn thận từng giây từng phút. Đó, dầu này là dầu diêm son ngừa Covid. Nó ngừa Covid nhưng thật sự ra nó ngừa tất cả các bệnh ở bên không khí chúng ta luôn nha quý vị. Xin tạm giới thiệu cho bà con. Ở đây là 3 chai dầu ngừa Covid trị bệnh diêm son mà Quốc Tạo một ngày xuất ra từ 1.000 cho đến 2.000 chai. Ở đây là 2 cái chai thuốc nhỏ diêm son ngừa Covid, Nam Mô Phật, 2 chai thuốc nhỏ diêm son và trị lỗ tai thúi. Thì bà con nào bệnh diêm son thì nhỏ vào sẽ hết, và trà sẽ dùng dầu mình xức vào sẽ ngừa lại, sẽ ngăn ngừa lại không có còn bị diêm son nữa. Giới thiệu với bà con, combo Quốc Tạo gồm có 3 chai dầu, 2 chai thuốc nhỏ diêm son, 1 lọ thuốc ngứa sức và 2 chai nhỏ mắt và 1 chai thuốc rượu, tức là 5 món combo của Quốc Tạo. Nếu bà con mua trong những sản phẩm nào của Quốc Tạo thì bà con cũng sẽ được hỗ trợ nguyên cái combo này là 50.000. Đó. Ví dụ như cái cặp thuốc này quý vị mua 350 thì Quốc Tạo sẽ hỗ trợ cho bà con nguyên cái combo này là 400.000, tức là 400.000 trọn gói. Tiếp tục đến là chai thuốc nhỏ diêm son chị diêm son, lỗ tai thúi cũng vẫn được luôn ha, mình thấm bông gòn mình xe vào. Tiếp tục đến là cái chai ngứa. Thì cái chai ngứa này đó là nó tổng cộng nó là 18 vị thuốc bắc, 18 vị thuốc bắc ha. Thì ở đây thì nó trị được rất là nhiều bệnh luôn, cả bệnh chỉ luôn, nó giống như là lông ben lắc biến, là lắc đồng tiền, nó mang cái chân cái tay, rồi thúi rửa tay chân, rồi những người làm ở nơi có nước nè, những người là những chị em làm móng nè, những chị em gội đầu nè, thì cái tay của mình nó bị lở lói, nó bị nước ăn, thì chúng ta khô chúng ta sức vào cũng hết luôn. Đó, đặc biệt như vậy, chúng ta bị nứt giò chúng ta tha vào cũng hết luôn. Những anh em nào làm ở việc co chỗ nào có môi trường có nước, những người nào làm những môi trường mà bị xi măng ăn này kia đó, mình thoa vào cũng vẫn hết luôn, rất là đặc biệt ha. Và chai này là chai nhỏ mắt. Thì nhỏ mắt này là nó trị được mây còm, mây thịt,
mây mờ, rồi đốm ruồi, rồi những cái bệnh về mắt như lem lép mắt, mắt đỏ, mắt hột đó, thì mình trị bệnh là nhỏ ngày trên 3 lần, còn mà ngừa bệnh thì nhỏ ngày 2 lần. Thì bảo đảm với quý vị, con mắt của chúng ta cỡ nào cũng hết thuốc, tất cả những thuốc có cạo đều nâng cấp lên hết rồi ha, nó rất là tốt. Tiếp theo là cái chai rượu sâu bóp. Thì cái chai rượu sâu bóp này đó, nó là bà con dùng mới biết được cái sự lợi hại của nó. Thứ nhất là nó là kết hợp của tất tần tật 25 vị thuốc bắc, thuốc núi có, thuốc nam có, thuốc bắc có ha. Núi là cái gì? Là thuốc ngải núi đó quý vị. Còn thuốc nam là cái gì thì thôi mình xin chấm chấm ở đây đi ha. Rồi ở đây là chúng tôi còn bỏ thêm nữa một chất là băng tinh của bậc Hà Ấn Độ, bà con coi nè. Một lít, một ký là 2 triệu chúng tôi bỏ vào, bà con thấy không? Một chai mà nó lên cỡ mà như là một lóng tay nè, nó trong vắt luôn nè. Bà con thấy không? Dòm vô chai thuốc là biết liền, bà con lắc đều cho đệ. Nó sẽ ra một cái màu xám, đây, một cái màu xám nó hòa quyện của thuốc bắc và những cái tinh tí, những cái băng tinh bạc hà, nó sẽ hòa quyện là thành là cái chai rượu như thế này, rất là đặc biệt. Bà con nào nhức gân ở dưới thoa ở dưới, nhức gân ở trên thoa ở trên. Đó, bà con nào chấm vô đây, bông gòn nhét vô kẻ răng cũng hết luôn, 15-20 phút sau là hết. Nhất mỗi chỗ nào tha chỗ nấy ha, rất là đặc biệt nha. Hứa với bà con luôn, trong sản phẩm Quốc Tạo không ai có hết, cho nên Quốc Tạo đã làm một cái tem để chống hàng giả. Đó, những cái sản phẩm nào Quốc Tạo mà nó quý giá đó thì Quốc Tạo sẽ làm một cái tem chống hàng giả. Dùng như chai mật ong này vậy đó. Nhắc chai mật ong mới nhớ. Thì Quốc Tạo sẽ để cái cộng hành vào đây, đặng để khi mà chương trình mà nói chuyện mà hết đó thì cái cộng hành này nó sẽ héo nghe bà con. Cộng hành bà con vào không héo nghe. Đó, cái lúc sau vào. Cộng hành không héo à, cộng hành mới nha. Mình cái Quỳnh có trồng một cái bụi, một bụi hành để mình thử mật ong cho bà con xem. Thì vừa qua là Quốc Tạo đã giới thiệu hết cái sản phẩm của mình là 5 món: chai rượu so, chai rượu so bóp, hai chai nhỏ mắt, một lọ thuốc ngứa, hai chai nhỏ diêm son và ba chai dầu. Là sàn này là kêu bằng combo của Quốc Tạo ha, 5 món ha. Là xin hứa với bà con luôn, thuốc này toàn là thuốc bắc hết, toàn thuốc bắc hết nha. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp tục. Thì ở đây là cái cặp thuốc uống. Cái cặp thuốc uống này là cái cặp thuốc uống của Hồng Kông, vị thuốc bắc. Uống chỉ gì với Quốc Tạo? Chị là nhức mỏi, thần kinh tọa, đĩa điểm, gai cột sống thoái hóa, và chị luôn cả bệnh gút luôn. Nếu bà con nào mà có dùng thuốc này rồi thì khỏi giới thiệu, nhưng mà giới thiệu những người người ta chưa biết thì thuốc này nó không có tác dụng phụ nha, không có tác dụng phụ. Quốc Tạo hiện giờ đang dùng 2 ngày dùng một lần, 2 ngày dùng một lần, rất là khỏe luôn, chơi thể thao được luôn nha, chơi đá banh được luôn đó. Rồi hai nữa đó là thuốc này khi bà con dùng thì ví dụ như những người mà quỳ xuống lại, ngồi dậy lại rồi đứng dậy lại không được nữa, khó khăn, ngồi xuống rồi đứng dậy không được, đi lên lầu không được, cúng lại không được, thì bà con dùng cái này là những cái bệnh, những cái gì đó của bà con là Quốc Tạo bao hết, bao tất cả những bệnh đó là hết bệnh đó. Còn quý vị mà uống trên 3 cặp là sẽ ngừa được cái bệnh tai biến, nó đặc biệt như vậy đó. Còn khi bà con uống hết bệnh, bà con sẽ uống thêm nha, bạn để cho nó mau, nó là không còn tái lại luôn. Ở đây là chúng tôi, thuốc này chúng tôi là uống hết bệnh là không tái lại nha. Thì ở đây là một cặp thuốc là 150.000 thuốc của Hồng Kông, chị nhức mỏi, thần kinh đòi để điểm, gây cột sống thoái hóa. Quý vị lấy hết một cái liệu trình như thế này thì là 400.000 chọn gói, một cặp thuốc, một chai rượu, hai nhỏ mắt, một lọ ngứa, hai diêm son, ba chai dầu ha. kêu bằng một liệu trình. Thì ở đây Quốc Tạo có thêm những sản phẩm, cũng như là ở đây là tê bì chi, là thuốc này là có hợp tác với Nhật Bản. Thì nó trị được bệnh gì? Thì kính thưa quý vị, ở đây trị bệnh được tổng cộng là 4 bệnh, nhưng mà Quốc Tạo qua quá trình mà đưa cho bà con uống thì bà con đã phát hiện ra thêm 2 bệnh nữa, rất là tuyệt vời luôn quý vị. Thứ nhất là bệnh tê tay tê chân, thứ hai là bệnh rối loạn tiền đình, thiếu máu não, suy giảm mặt mày. Thì ba cái yếu tố đó là chỉ có một bệnh thôi ha, rối loạn tiền đình, thiếu máu não, suy giảm mặt mày, đó là ưa chón gión, đó là hai bệnh. Bệnh thứ ba đó là bệnh đau vai gái, tức đau cái phần này nè quý vị, đau cái phần này nè, là cái do cái ngã ba này là lưu thông, máu huyết lưu thông không có lên đều ha. Thứ tư là bệnh kém trí nhớ, ra ngoài trước muốn lấy đồ gì quên, bước ra ngoài sau muốn lấy đồ gì quên, ra trước ra sau cứ đi hoài không nhớ lấy món đồ gì, muốn nhớ điện cho con A con B hỏi thăm nó coi như thế nào cũng không được đó, muốn coi một đoạn kinh đoạn giảng mà coi rồi chút xíu là quên, đó là kém trí nhớ. Chúng ta uống vào chúng ta sẽ nhớ hết ha. Bệnh thứ năm là phát hiện ra
nhờ được bà con dùng thuốc cho nên Quốc Tạo phát hiện ra bệnh thứ năm, đó là bệnh mất ngủ. Bệnh mất ngủ ha. Bệnh thứ sáu đó là bệnh ù tai. Ba sáu cái bệnh này là nó sẽ đặc biệt vào một cái lọ thuốc này. Bà con dùng là có những cái bệnh nào trong Quốc Tạo nói là nó nằm trong đây hết. Ù tai tức là do cái thiếu máu não làm ù tai. Thiếu máu não bắt đầu nó tăng, uống thuốc này hết. Bà con dùng, nhiều người đã uống hết rồi và đã mua lại nha. Đây là tê bì chi nha, thực phẩm chức năng, thuốc của Nhật Bản hợp tác nha. Rồi, tiếp tục đến là cái lọ ngứa. Tại sao mà ở trên đây cái lọ thuốc ngứa rồi mà dưới đây lại có một lọ ngứa nữa? Thì kính thưa bà con, xin tạm lấy ra để giới thiệu cho bà con. Đây là dưỡng bì đan. Nó chung một cái hãng như này. Đây, cái hãng này cũng như chung như này, ba này là chung một hãng. Tại sao Quốc Tạo lấy cái thuốc của công ty? Là tại thuốc của công ty người ta cấp phép cho mình. Thứ hai, thứ nhất rất là an toàn. Thứ hai là người ta có tem chống hàng giả, người ta sẽ chịu trách nhiệm trước cái thuốc của người ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm, không, ta hứa với mình là không có tác dụng phụ đó. Cái thứ ba là giá cực, là cực gốc luôn. Có nghĩa là cực gốc, cực rẻ mà cực uống vô mau hết bệnh luôn. Nó như vậy mới là quan trọng quý vị. Như vậy Quốc Tạo mới dám lấy quý vị. Cho mình cái uy tín của mình nó quan trọng lắm. Thì ở đây thuốc này nó có chức năng gan suy giảm do viêm gan, xơ gan, mẫn cảm với ngứa, nổi mề đay, vàng da. Tức là thuốc này là nó trị về những cái bệnh mà ngứa ở trong máu đó. Còn cái hộp thuốc này là nó trị ngứa ở xuất huyết cơ địa đó quý vị. Xuất huyết da cơ địa đó là cái loại là xuất ở ngoài da. Còn cái loại này là nó sẽ trị về ngứa về ở trong cái ở trong máu của chúng ta đó. Ở đây là thành phần của thuốc có trong này đầy đủ hết cho nghe. Nè, giúp thanh nhiệt nè, thanh nhiệt là có nghĩa là giúp cho chúng ta mát mẻ lại, giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan các trường hợp viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, giúp giảm tình trạng mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da do chức năng viêm gan suy giảm đó. Thì ở đây là những cái bệnh mà chúng tôi đã đưa cho bà con, và ở trên đây có để là người có chức năng gan suy giảm do viêm gan, xơ gan, mẩn ngứa, nổi mề đay, có nghĩa là những cái bệnh mà quý vị gãi mà chảy máu luôn á, nó không có hết, thì chúng ta bôi thuốc ngứa này vào nó chỉ đỡ thôi. Rồi chúng ta cũng phải dùng cái loại thuốc này quý vị, để như vậy mới hết bệnh ha, là ngứa đó. Thì ở đây quý vị có cần thì liên hệ Quốc Tạo, Quốc Tạo sẽ báo cho quý vị một cái giá rất là gốc luôn, cái giá rất là niêm yết ha. Rồi tiếp theo là tới cái lọ từ miếng này rồi quý vị biết hết rồi ha, có ngứa trong ngứa ngoài hết ha. Còn cái lọ này lọ thuốc ho đó, tại sao Quốc Tạo không lấy thuốc ho của công ty mà Quốc Tạo lấy thuốc ho của Malai? Thì thuốc ho của Malai này đó, thuốc ho của công ty Quốc Tạo cũng lấy rồi, dùng thử rồi thì thấy rất cũng rất hay, nhưng mà không hay bằng thuốc ho của ở bên Malai quý vị. Có hợp tác với Việt Nam, trong đây có chữ Việt Nam cho bà con đọc luôn, có để ngày uống nhiêu lần thành phần thuốc, và có chống hàng giả luôn ha, có tem chống hàng giả cho bà con luôn đó. Ở đây đồ Quốc Tạo đều có tem chống hàng giả hết ha, bởi vì yên tâm mà sử dụng ha. Còn thứ hai thì thuốc này nó trị rất nhiều các bệnh ngứa nha, nam mô Phật, rất nhiều các bệnh ho nha. Ở đây mẹ Quốc Tạo là ho quý vị, xuống bác sĩ khám là mười mấy triệu đó mà về không hết ho, mà bà cứ nói mệt hoài. Thấy gì Quốc Tạo mới lãnh thuốc của ba bác sĩ đem về uống cũng không hết luôn, bà cứ nói mệt hoài vậy đó. Quốc Tạo mới đem lại một hũ thuốc ho này cho mẹ uống, thì mẹ uống là mẹ nói bây giờ là mẹ rất là khỏe luôn. Mẹ uống tới một hơn nửa hũ, gần hết hũ rồi, bà nó rất là khỏe luôn, bà không cần dùng thuốc tây nữa, mà bà không có còn thở thịt như vậy, thở rất là khó chịu luôn quý vị, thở mà giống như là đang bị té nước xuống mà vớt lên vậy đó, mà thở hụt hịt hoài vậy đó, mà mệt lắm, cứ nói mệt hoài, mà khám trong bình không có thấy cái gì, chứ bao tử không có luôn, đường men rồi cứ bình thường hết, nhưng mà cuối cùng mới phát hiện ra là mẹ bị xỉn, mẹ bị ho xỉn nè, ho đàm nè, ho gió nè, ho hàn nè, viêm khí quản cấp tính nè, rồi mãn tính nè, đó quý vị thấy không, một ngày uống hai lần là uống hai viên đó, còn trẻ em thì phân nửa. Thuốc ho này rất là đặc biệt quý vị, Quốc Tạo rất là thích luôn, tại vì cái thành phần thuốc trong đây nó có để sẵn hết trơn, và nó là tuy rằng nó là thuốc của nước ngoài hợp tác thiệt, nhưng mà thật sự nó có chữ Việt Nam cho mình luôn quý vị, tại vì Việt Nam và nước ngoài mà, rất là tuyệt vời quý vị. Quốc Tạo rất thích thuốc ho này luôn đó. Bà con có ho dây dẳng hay là cha mẹ mình sao mà thở hơi lên không à, đó thì quý vị cứ dùng đi. Với vụ mà ho với ngứa Quốc Tạo bao quý vị đó,
bao bao hết quý vị đó. Nếu mà không hết quý vị trả thuốc lậu, ông Tạo trả tiền cho quý vị đàng hoàng, ông Tạo bao quý vị đó ha. Còn tới cái tiếp theo là Thạch Lâm Thông. Thạch Lâm Thông là thuốc của công ty, là chuyên trị về bên sạn thận ha. Quốc Tạo có sạn thận 12 ly, Quốc Tạo đã uống hết một lọ này rồi. Và hiện giờ Quốc Tạo thấy trong mình rất là khỏe, không đau, không lối, không gì hết. Và hiện giờ đang chơi thể thao, chơi cái môn thể thao vua luôn quý vị, đó là đá banh, đặc biệt luôn đó. Cho nên là ở đây, nếu mà nói về 44 tuổi mà ai mà chơi thể thao được là cũng là rất là khỏe nha quý vị, cũng là một người có phước đức nha, khỏe khoắn lắm nha. Chứ còn á, Quốc Tạo thấy cả tuổi Quốc Tạo nghe, cái găng, cái hàm găng còn trồng găng giả nữa quý vị, còn chưa kể đi đứng còn không xong nữa quý vị. Bao tử thì đau tối ngày, ho lên ho xuống là do cạo gió, lên cạo gió xuống là do thận nó gây ra đó quý vị. Thì ở đây là cái sạn thận, ngoài việc mà nó làm cho quý vị không còn sạn thận nữa, thì nó còn thêm cái chức năng là nó sẽ giúp cho quý vị là lợi tiểu. Quý vị đi tiểu rất là im luôn, im ái luôn. Nó đặc biệt chỗ này đó, trong đây có để luôn nha, có để lợi tiểu luôn nha, tiết niệu. Rồi đây là sạn thận nha, Lâm Thạch Thông, Quốc Tạo giới thiệu cho bà con nghe tên luôn. Rồi xin phép đem hai cái hũ này xuống để giới thiệu hũ này. Đây là hũ huyết áp. Tại sao mà để hình ông già và bà già tầm cỡ 60 mấy tuổi mà ôm nhau ở đây rất là hạnh phúc, cười giỡn. Thì ở đây cũng báo cho quý vị biết luôn, sản phẩm hiện giờ là nó đã cho bà con tiêu dùng là trên 1 tháng mấy 2 tháng nay rồi. Thì ở đây thì bà con đã dùng rồi, Quốc Tạo đã cảm giác được, đã cảm nhận được rồi, đã hẹn giờ có điện lại nói: Quốc Tạo ơi, chị lúc từ khi mà chị uống thuốc tim giãn tĩnh mạch huyết áp của em đó, uống xong rồi đó, chị rất là khỏe luôn, lúc này chị không còn huyết áp lên xuống bất thường nữa, chị rất là bình huyết áp đó. Đó rồi còn thêm nữa là chị ngày xưa đó là chị ưa bị đau đầu, chị huyết áp lên chị đau đầu, ép tim, qua mắt, chóng mặt đó. Bây giờ chị không còn những chứng bệnh này nữa, ù tai luôn quý vị, trong đây có chị ù tai luôn nha. Thì do huyết áp lên quý vị, chị bị ù tai, áp lên nhiều quá quý vị sẽ ù tai, chóng mặt, ép tim. Giống như báo con mình ở ngoài thành phố nó thiếu nợ gì đó, hoặc là nó báo gì có chuyện gì đó, thì quý vị trong gia đình, quý vị lớn tuổi gì sẽ tim đập mạnh lên, vậy sẽ khó chịu và có thể xỉu luôn đó. Còn nặng nữa sẽ gây đột tử luôn. Nó nhiều cái trường hợp rất là ghê là huyết áp này với tim đi chung nhau nha. Tim mạch quý vị uống vào, tim mạch quý vị sẽ đập rất là bình lại đó. Ở đây có nhiều người uống rồi cho nên Quốc Tạo sẽ giới thiệu quý vị rất là kỹ hơn cho quý vị dùng. Ai bệnh ù tai, qua mắt, chóng mặt, huyết áp tăng thường xuyên đột biến gì đó thì mình sẽ dùng huyết áp này được nha. Còn những người huyết áp hạ là không được nha. Xin báo huyết áp hạ là không được, huyết áp lên mới được nha. Rồi tiếp tục đến là cái hộp giãn tĩnh mạch. Thì giãn tĩnh mạch này thì chỉ nó có một cái công dụng duy nhất thôi. Ví dụ như chúng ta cái tĩnh mạch chúng ta, cái gân chúng ta màu xanh, cái gân chúng ta nó nổi lên màu xanh cái gân đó, là chúng ta uống thuốc này vô hết. Rồi ví dụ như chúng ta bị tự động nó sưng lên, không có bị quýnh, bị đập, bị té, bị gì chơi tự động sưng lên, uống thuốc này cũng hết ha. Dập gân đó, dập gân, những anh em chơi thể thao dập gân nó sưng phù lên, uống thuốc này cũng hết đó. Chúng ta bị sưng cái gân, sưng nấu gân, chúng ta sưng khù cái mặt lên luôn, uống thuốc này cũng hết đó. Nói về sưng, còn quan trọng nó, cái giai chánh của nó là tĩnh giãn tĩnh mạch. Khi cái mạch chúng ta màu xanh mà nó nhức có, nó tê có, nó khó chịu có, điều nhiều kiểu gì về căn bệnh thì chúng ta uống thuốc này giãn hết nha. Đây là giãn tĩnh mạch ha, thuốc của công ty ha. Đó, Quốc Tạo đem thuốc của công ty không à, cho nó cho an toàn quá vậy nè. Có tem luôn nè quý vị, giờ cái tem nè, nè cái tem nè, thấy không, tem nè tem chống hàng giả đây nè, có tem hết quý vị yên tâm mà uống, không có sợ tác dụng phụ, toàn thuốc bắc hết ha. Tiếp theo thì Quốc Tạo cũng giới thiệu thêm là Quốc Tạo có thuốc đau bao tử luôn nha. Quốc Tạo cũng có tặng theo, dụ như bà con nào mà mua liệu trình Quốc Tạo thì nói em ơi chị muốn xin thêm 1-2 gói đau bao tử, thì Quốc Tạo sẽ gửi cho quý vị một gói bao tử như vậy là uống được 6 lần uống, Quốc Tạo sẽ tặng bà con ha. Rồi ở đây là cái hộp cái phần tiểu đường. Thì tiểu đường làm sao mà nó tới 3 hộp cái gì Quốc Tạo, đây Quốc giới thiệu luôn cho nó nhanh. Đây là cái hộp của công ty, đây là viên đường huyết Betty khổ qua ha. Thì cái loại này là mình tạm kêu bằng khổ qua đường huyết đi. Cái lọ này, cái hộp này nó có 30 viên, uống mỗi ngày 2 lần là uống 1 viên, thì nó làm cho đường chúng ta bình lại, ăn uống dễ chịu lại đó, mát mẻ ngủ được đó, không có còn thay thế cho thuốc tây chứ, thuốc tây nóng, thuốc tây bị gì đó, bị trở ngại gì đó thì ở đây sẽ nghịch lại hết, không có cho trở ngại hết. Còn những tác dụng phụ là không có nha, không có tác dụng phụ, đường chúng ta bình lại, đường viên ha.
cái hộp này rất là hay luôn quý vị, rất là hay đó. Tiếp theo là ở đây là tại sao có hai lọ, một lọ là đường tán còn một lọ là đường viên, mà đường viên tán thì ở đây xin báo cáo với bà con, đường viên tán và đường viên này đều cùng chung một loại ha. Đường viên tán và đường viên này là cùng chung một loại, đường viên tán này cũng giống như vậy ha. Rồi bác Tạo thấy bà con uống đường viên tán này khó uống quá, thuốc bắc không à, thuốc bắc tán ra cho nên là khó uống quá, cho nên bác Tạo đã mướn người ta xây lại, làm lại thành lại đường viên như thế này. Thì một ngày chúng ta uống là một buổi uống là hai lần, một ngày uống hai lần là uống là 15 viên, trong đây rất là nhiều viên ha, chúng ta uống được trên 20 mấy ngày lần. Chúng ta thay thế cho thuốc tây, thì ở đây thuốc tây nóng, thuốc tây khó ngủ, thuốc tây gút người, thuốc tây không ăn uống được, thì ở đây chúng tôi sẽ là phản lại hết cái phần đó ha, thay thế cho thuốc tây để uống được hết nha bà con. Đường chúng ta bình lại đó ha, ở đây là toàn là thuốc bắc hết nha. Rồi mình sẽ tạm giới thiệu như thế, mình sẽ thiệu tới sản phẩm khác tại lúc này nó thời gian nó cũng không cho phép. Rồi tiếp tục đó là cái chai dầu dừa của chị biết rồi ha. Dầu dừa thì cái công dụng của nó là mình có thể là mình uống vào để giải độc gan, giải độc thận, giải độc tim ha. Còn cái dừa này nè, cạo gió được, mát mẻ, rồi sức trên đầu, da bóng mượt ha, rồi không rụng tóc, không bạc tóc ha, hạn chế rụng tóc luôn ha. Rồi dầu dừa mình giới thiệu nhiêu đó thôi ha, bà con có cần thì liên hệ ha. Bác Tạo chia bà con lại 1 lít 300 ngàn, đúng 300 ngàn, 29 ngàn cũng không được, mà 29 ngàn cũng không được, mà 301 cũng không lấy nha, 300 ngàn là bác Tạo chia ra cho bà con nha. Rồi tiếp theo thì trước khi mà lấy cái mật ong này ra, mật ong này thì bác Tạo cũng chia ra cho bà con luôn đó, mật ong nguyên chất thiên nhiên đó. Bà con có cần thì liên hệ một cái chai gì là nửa lít, chia một lần nửa lít cho 1 lít, chứ trồng dừa cũng vậy, chứ không có chia lẻ nha. Ở đây hình chân dung trần điều của quyền của thầy là tặng miễn phí hoàn toàn ha. Rồi ở đây là giảng kinh cũng vậy luôn ha, tôn chỉ hành đạo, dạy cúng dạy ăn dạy ở chỉ tu vuông tròn, 10 điều phiến tu, 10 điều ơn của Đức Thầy Tây An. Đây là cuốn sấm giảng thi ăn giáo lý được nhà nước công nhận, chúng ta được phát hành là lưu hành khắp nơi đó, cuốn sấm giáo lý ha. Thì trước khi mà lấy mật ong nguyên chất ra đó, thì bác Tạo cũng giới thiệu với bà con cũng một cái sản phẩm, đó là cái này là cái máy niệm Phật, cái máy niệm Phật và mê niệm Phật. Thì ở đây Quốc Tạo giới thiệu cho bà con, nhưng mà khi bà con muốn cần cái loại này thì bà con liên hệ với Quốc Thành ha, liên hệ với cư sĩ Quốc Thành An Giang Quyền Bí đó, liên hệ Quốc Thành có tài trợ cái loại máy này và niệm Phật này và mê giảng ha, bà con liên hệ qua bển. Thì ở đây là Quốc Thành có bỏ tiền ra mua cái máy hát giảng này một số để cho bà con, thì bà con có cần thì qua bên Quốc Thành xin giùm ha. Quốc Tạo không có cho cái phần này ha, Quốc Tạo không có thời gian để làm cái phần này, Quốc Thành nó có thời gian nó làm cái phần này, thì quý vị qua nó mà xin mê giảng luôn nha. Nó mua một mê 100 mấy chục ngàn, nó Quốc Tạo thấy nó cài tất cả những thi ăn giáo lý của Đức Thầy, nó cài sẵn nó cho bà con đó, bà con qua nó lấy một cục mê gì là 8 ghi lận đó. Rồi cái máy niệm Phật này của Quốc Thành mua nữa nè, thì Quốc Tạo sẽ mở lại giới thiệu cho bà con nghe. Sao cái máy này không lên vậy? Để bình lộn. Để bình lộn mà. Còn rất lớn cái gì mình chặn nhỏ cho nghe quý vị bà con nghe thôi. Ở trong đây có tổng cộng là 6 bài nha. Đó là bài thứ ba đó quý vị. Rồi ha. Rồi báo cho bà con biết vậy thôi. Rồi mình sẽ qua cái chương trình khác để không có tốn thời giờ của chúng ta. Đây là cái máy niệm Phật 6 bài của cư sĩ Quốc Thành ha. Thì bà con có cần cái nếu máy niệm Phật này hoặc là cái mê cái thẻ nhớ để giữ máy giảng đó, Quốc Thành nó có bển đầy đủ hết, nó cài sẵn luôn, thì bà con qua Quốc Thành liên hệ Quốc Thành ha. Quốc Tạo thì không cho cái phần này nhé bà con. Rồi Quốc Tạo sẽ xin giới thiệu với bà con, ở đây là cái chai mật ong của chúng tôi, thì từ sớm giờ đó chúng tôi đã bỏ vào trong đây là cộng hành. Đây cái cộng hành bình thường của chúng ta thì nó sẽ như vậy nè, cái này chỗ này cái chỗ mình dặn nắp nè đó, còn cộng hành chúng ta sẽ nói bình thường như vậy nè đó, thấy không, không bao giờ mà nó bị héo.
nhưng mà khi mà nó chạm với cái mật ong đó quý vị, thì nó sẽ bị héo quý vị. Đó, quý vị thấy không, nó héo nè quý vị. Đó, quý vị thấy không, nó héo nè, quý vị thấy cái đuôi đó không, héo hết trơn nè đó. Nó héo như là mình bị nấu chín nhiều quý vị đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào đây. Đó, thì ở đây là mật ong nguyên chất là như vậy đó. Rồi còn cũng xin nói với bà con biết á, là ngoài cái cách thử cộng hành ra thì bà con chế vào cái ly đó, bà con chán nhẹ một cái đó, rồi bà con chế nước vào, bà con quậy đều lên, bà con uống. Nếu mà nó chua là tức là mật ong giả, còn nó ngọt đều hết là mật ong thiệt. Thì ở đây cũng xin kết thúc chương trình ở đây. Thì cũng mong rằng những bà con nào ở phương xa, tất cả Quốc Tạo gỡ được 64 tỉnh thành, tất cả bà con ở nơi đâu Quốc Tạo cũng gỡ đến được nha, chứ không cần nói là mình ở A, ở C, ở B gì, nó xa quá Quốc Tạo nó gỡ được không. Đó, còn cái thứ hai nữa đó, cũng xin thông báo với bà con, những cái số tiền của bà con mua thuốc Quốc Tạo, Quốc Tạo có những đồng là ít oi, Quốc Tạo sẽ in kinh ấn tống, Quốc Tạo sẽ làm những cái chân dung chân điều của quyền của thầy để gỡ cho bà con. Thì phước này Quốc Tạo cùng với bà con chia với nhau. Rồi khi mà bà con uống thuốc Quốc Tạo, bà con hết bệnh, bà con cúng kiến, bà con tu hành, bà con lại, thì cái phước đó cũng chia với Quốc Tạo. Đó là chúng ta cùng nhau để có một cái dòng lập thời gian, và để chúng ta từng quần, và để chúng ta chia là làm phước để chia lẫn cho nhau, kêu bằng hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân đó. Còn khi mà bà con dùng thuốc Quốc Tạo, bà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Tổ Phật Thầy gia hộ cho tôi, cho con, uống thuốc của người cư sĩ hòa hảo này, Quốc Tạo này, con hết bệnh con sẽ tinh tấn tu hành. Đó, bà con giới thiệu dùm cho đệ vậy thôi. Nhưng mà nhớ nghe, khi mà hết bệnh rồi nhớ tu hành dùm cho đệ. Thầy nói quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Còn ai có muốn ủng hộ làm in kinh ấn tống, cũng ủng hộ chân dung chân điều của quyền Quốc Tạo xin nhận để làm, thì mình không thể một tay mà mình che chở được bà con, cũng nhờ góp sức của bà con một người một ít, cho nên Quốc Tạo sẽ làm nên một cái nhiều cái ngọn lửa mới làm thành lợi một đống lửa lớn đó. Một cây làm chẳng lên non, ba cây dụm lại lên hòn núi cao đó. Thì Quốc Tạo xin kết lời ở đây, cũng hồi hướng tất cả công đức hôm nay cho tất cả những bà con để cho mau hết bệnh. Đức Thầy có cho biết là người xưa còn chẳng cần thăng, miễn cho bá tánh chúng dân được nhờ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới cái gửi cái tin hả, là để có thể xảy ra ở Việt Nam, là Việt Nam chuẩn bị đại nạn đó. Ghê vậy? Dạ, mà không biết cái gì nữa, để em coi con sao. Rồi nó báo là 10 tháng 2 ở trên là ngay mùng 1 Tết luôn anh. Ở bên Nhật, nó để là bên Nhật phải sơ tán dần. Khi mà 3-4 nước gì đó, có trong đó có Việt Nam nữa. Sơ tán dần hả? Vụ gì? Không biết nữa, thì nó cái thông báo của nó để gì đó. Cái vừa rồi là muội nói cái vụ mà 10 điểm đó. 10 điểm lánh nạn, dạ, đó là người ta quá trời người ta thích, rồi ta nói là cái 10 điểm đó là đúng như gan luôn đó. Dạ. Mà cái này em nói trong nội bộ, anh đừng có ghi âm lên nha. Cái này, dạ, để em nói cho anh. Dạ. Anh biết ông Trâm mà phải không? Biết. Ông Trâm đó là thế lực ngầm đó. Dạ. Rồi ổng cái phe Biden á, ông Biden cũng là thế lực ngầm luôn. Nhưng mà ổng diệt ông Biden, ổng thắng rồi. Bây giờ ổng chỉ huy ra quỷ diệt đó, ổng ra lệnh đó. Như bằng hả, ổng xong công chuyện hết, khi là ổng cái kiểu giống như trong kinh của thầy giảng đó, là mở hội Long Hoa á anh. Cái này ổng thiết lập thế quản lý thế giới trật tự mới. Rồi chờ 5D. 5D là có nghĩa là ổng bắt hồn hết trơn luôn, in dấu 666 trên chén của mình đó. Bắt đầu bắt hồn, có giường của y tế nữa, nhưng mà cái đó thuộc về 5D, là như mình đặt cái máy móc vậy đó, mình để vô với toàn là chơi máy móc không à. Thấy ghê lắm. Rồi khi
Tới chứ bây giờ là thông báo à, thông báo hết là người bỏ xác tụi ra hết trơn rồi. Bắt đầu cho ra với mà mấy người, mấy siêu thần đồ ở nước Hy Lạp đồ đó. Rồi bao nhiêu ngàn năm sống lại, không phải sống lại đâu anh. Lúc mà cái khai thiên lập địa có những người cổ đại đó, là ổng đi đem đi giấu hết trơn. Bây giờ cái bắt đầu lòi ra hết. Còn cái vụ nguồn hành tinh là có thiệt đó chị, bữa đó nguồn hành tinh ở ngoài nước Mỹ đó chị. Ở ngoài nước nào đó chị, nguồn hành tinh đó. Ừ thì có thiệt, rồi nước Mỹ rồi nước gì nữa em có ghi trong đó. Nó con bò sát cổ đại nó ra nữa. Bây giờ là sắp sửa bò sát ra nữa đó. Ông thông báo rồi. Ghi mấy người mà mấy trăm năm tuổi đó bắt đầu ra hết luôn. Tại vì ổng giấu người ta ở trong cái tảng băng đó, bây giờ băng tan ra, bây giờ bắt đầu cho máy bay đưa người ta ra, còn là mấy người 150 mấy tuổi không nè, rồi bao nhiêu cái thời cổ đại gì có hết trơn. Rồi ở Việt Nam á, thì bắt đầu phủ có lính hết trơn rồi, toàn bộ bao dây hết trơn rồi, mà ESO rồi AUN á, là anh biết cái nước La Mã mà phải không? La Mã nó có cái hình tam giác. Cái phi cơ đó là hình tam giác. Nó chụp cái chỗ nào á, núi nào nó chụp xuống bắt đầu núi cháy trơn luôn đó. Bởi vì ở Nha Trang núi Cô Tiên đó, bữa núi Cô Tiên cháy đó, nó chụp xuống đó. Ghê. Ừ. Bắt đầu nó mấy cái đồi núi rồi là chuẩn bị luôn đó, là giống như trong kinh sấm giảng thầy rồi, nó khớp hết trơn rồi. Rồi còn hả, như ở bên hôm qua báo ở bên nước Pháp, cái tòa tháp của bên Pháp đó, mới báo con sông mà rồi sáng em mở tin ra là có cháy hết trơn bị nước Pháp. Rồi sáng nay thì báo ở bên bên Mỹ với Canada là đóng băng hết trơn rồi. Rồi mới thì chưa thì báo Việt Nam nữa. Bắt đầu núi nổ đó, cái nó chụp xuống là chỗ nào mà đồi núi cái gì cao là nó phá vỡ hết chân toàn bộ luôn. Cho giảm dân số. Còn vụ này nữa, cái ông Biden đó anh, đó, cái đó là người robot đó, chứ không có phải người thiệt đâu. Yeah. Rồi, rồi là một robot khắp thế giới luôn rồi. Ông Putin cũng vậy luôn. Mà Đức Giáo Hoàng bên về đạo Thiên Chúa đó cũng là robot luôn. Mà ông Nguyễn Phú Trọng mình nè cũng là robot luôn, người thiệt mắt hết trơn này. Ghê quá. Cái trận này là lập hả 49 năm rồi. Người ta là kế hoạch cho 49 năm mà lúc thầy ra là có rồi đó anh. Bởi vì thầy nói trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Dạ, xuống hết trơn đó chị. Xuống hết trơn rồi, cái kế hoạch tới bây giờ mới là ra thành công đó. Rồi cái kiểu này hả, là trùng khớp hết trơn toàn bộ rồi, bởi vì chuẩn bị tinh thần đi. Bữa nay em cũng đi mua thêm mớ đồ sợ. Yeah. Có gì đâu, ở trong nhà mình có đặng mình ăn chứ mình đâu có ra đường đâu. Khi bạn đợi tới ngày giờ bạn bấm nút không à. Rồi nó cái kế hoạch đó là không khí bắt đầu hởm gại, anh thấy không, mau tối không xây trái đất á. Mau tối lắm, dạ mau tối. Xây trái đất rồi đó, xây trái đất là từ 3D xây qua 5D, bắt đầu tăng nhiệt độ lên, bắt nóng, ban ngày thì nóng, còn ban đêm thì lạnh. Cái thời tiết như vậy mà ở ngoài á, anh thấy mù mù mịt mịt âm u đồ là toàn là khí độc không à. Bắt đầu khí độc thải xuống rồi, anh thấy hởm gài mà người ta độc quỷ quá trời không, tự nhiên cái ngã ra lăn xuống chết chân. Sao mà kỳ quá, sao này bệnh độc quỷ đó thì phổ biến quá. Không phải phổ biến đâu anh ơi, cái trong cái vaccine đó là thật sự là người thành thú có cái chất đó. Thành thú là có nghĩa là biến con người thành ma quỷ luôn á.
Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là đột quỵ. Thứ ba nữa ung thư. Rồi tác mà dịch bệnh đồ á, có từ trong vaccine mà ra. Đó, zombie rồi da bị hoại tử rồi tiêu chảy cái gì là cũng từ trong vaccine mà ra không. Mà tại vì mình đã có trong đó rồi, bây giờ nó cho không khí vô, nó cho không khí nó tác động vô với sống đâu là kích thích vô bắt đầu phát huy công dụng, bởi vì người ta ngã ra người ta chết đó. Ừ, bởi vì nó làm á, rồi cái đầu không khí, rồi hổm rồi anh thấy biển đỏ không, báo động biển đỏ không, rồi sắp sửa đồ đạc tăng giá, đồ đạc tăng giá lên, bắt đầu khủng hoảng lương thực toàn cầu, lương thực dưới nước, không có nước nữa, cái chất không khí nè, rồi ở bên Nhật đồ nó làm cho động đất, bên Nhật còn động đất nữa đó, chứ đâu có phải hết đâu. Còn động đất chứ sóng thần nữa, cái trừ trong cái nhà máy điện hạt nhân ấy, nó làm bung ra hết, bắt đầu nước nó chảy qua ảnh hưởng qua Việt Nam về đồng bằng sông Cửu Long đồ, với ở ở nước mình là ở ngoài Hà Nội đồ, mấy cái vùng mà trồng lúa được không có trồng trọt được cây nào chứ. Bởi vậy nó mới có cái nhà, nó là chuẩn bị rồi, nó có nhà máy sản xuất thịt nhân tạo. Trong cái thịt nhân tạo đó đó là xương người với phân người á, với nó có cái máy mà để mà vẽ, nó chỉ cần vẽ cái hình thôi anh, chỉ cần vẽ lên cái hình thôi, có đầu cái nó có cái tấm giấy đó, nó sản xuất ra thịt nhân tạo rồi nó bỏ thuốc vô trong đó, bắt buộc người dân phải ăn, mua ăn vậy chứ không có đồ ăn rồi. Bắt ăn vậy là mình chết, bởi vì chết rất là nhiều cách. Chứ bằng nói việc mà chỉ còn á, trên 700 triệu người thôi. Thì khó trong kinh thầy ở trên rồi. Bởi vì thầy mới nói là 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1. Ra Thái Bình nó lúc mà là đang lọc lừa á chị. Lọc lừa gạo cỏ dạ. Như con đổ đều. Bây giờ là đang tiêu diệt những cái người ác á. Thì tiêu diệt nhưng mà cái... những người mà biết nghe, cũng như ví dụ như em cảnh báo đi mà người ta chịu quay đầu người ta làm theo thì đỡ đi, nó cũng đỡ hơn anh. Chỉ cần người ta ăn phát nguyện mà ăn chay thôi cũng là đỡ rồi. Biết làm sao giờ cái cơ cuộc sắp đặt hết trơn rồi. Rồi bởi vì năm nay á, em nói không biết có được ăn Tết không. Nếu mà được ăn Tết á, là cái Tết cuối cùng rồi đó. Tết này Tết cuối cùng là 5 năm khổ rồi. Đâu có còn Tết nữa đâu anh. Dạ. Chưa gì hết. Nó báo hồi chiều rồi. Nó báo qua. Nó báo mùng 1 Tết chuẩn bị rồi đó. Bởi vì... trong giáo lý thầy để mấy cái ngày Tết nguy hiểm lắm. Mấy ngày Tết là mấy ngày của giặc giả không? Cái khúc anh ở là khúc chỗ nào vậy? Mà em ở biên giới trên đây nè, em ở biên giới trên gần cái huyện An Phú á, biên giới này nè, biên giới là Thắng An, Thắng Bình nha nè. Về Kiên Giang không anh? Không, nó nằm ở trên, nằm ở bên trên đây nữa. Kiên Giang là cái cửa khẩu của Hà Tiên, cửa khẩu của Giang Thành, còn của em là bên cánh bên Bình Biên, nhà bạn, không phải đi An Phú trở lên. Bên cọ đầu cầu công ty lên. Thôi bỏ chuyện đó đi, mình nói chuyện khác đi. Nói chuyện bây giờ á là bây giờ rất nghèo. Bây giờ có tin tức nào chị cứ cho em biết đi, cho bạn sẽ thông tin cho bà con biết, chứ để bây giờ chuyện nó đến gần sát chân rồi. Để mình không có cho hay là người ta không có kịp mà trở tay. Nhiều thứ lắm, nó dồn dập không biết được, như bây giờ Campuchia với Trung Quốc nó đã bao dây chân rồi, nó không biết lúc nào nó tràn vô, ai biết. Nhiều chuyện lắm, bởi vì em mới tiêu là chuẩn bị lương thực cấp đó. Nhưng mà từ đây nói là trong vòng Tết, nhưng mà từ đây cho tới Tết không biết yên không nữa. Nó báo vậy là coi chừng không biết chuyện gì nữa đó. Một là cháy, hai là sập, hay là gì đó. Cũng không biết nữa. Mà chắc ăn là phải có cái chuyện đại nạn phải không? Dạ. Tại vì nó để là
nó để tiếng Anh không à, nó để là có thể xảy ra cái chữ Việt Nam biết bao lớn luôn. Ồ, nó báo gì đó. Có chữ Việt Nam có thể xảy ra. Dạ. Rồi hôm nữa cái 10 cái điểm đó nó cũng để là có thể xảy ra, nhưng mà anh thấy không, ở hôm bữa ở Hòa Bình đó là cũng thuộc về Hà Nội rồi phải không? Thuộc về Hà Nội rồi. Dạ. Với bị động đất á. Rồi Nha Trang, núi Cô Tiên, rồi cái dinh gì của ông Phạm Nhật Vượng gì đó ở Xây Cắt gì đó, đã bắt đầu động đất nó sập lún cho này. Là Việt Nam đó là qua 10 ngày rồi, nhưng mà cái đợt này bữa nay nó báo là nó để như vậy, nhưng mà ở dưới tiếng Anh nó là 10 ngày. Không biết sao nữa. Hôm bữa thì để khắp thế giới phải không? Bây giờ là để chữ Việt Nam không đó. Ừ. Có thể ha, Việt Nam là có thể ha. Thì nó để có thể xảy ra, nhưng mà đó là đại nạn rồi, nó báo cho mình biết đâu. Mà nó đã báo lúc trước rồi, lúc mà em nói cái vụ mà về zombie đâu đó, lúc trước đó đó, là nó trước 10 ngày đó là nó báo để toàn dân Việt Nam hãy chuẩn bị lương thực đầy đủ, theo thời kỳ hỗn loạn ở trong nhà nó để gì đó. Cái này giống như là nó lọc lừa lại sàn sảy. Nhưng mà anh mà biết được cái sự thật của thế giới này á, anh kinh khủng lắm. Toàn là ma quỷ không à. Mà bây giờ mình đang coi phim khoa học viễn tưởng mà người ta đâu có biết. Nó toàn khoa học viễn tưởng không à, toàn là lừa dối không à. Người thiệt đâu có, toàn là ma quỷ không đó. Rồi cái thế giới này ma quỷ không, nó uống toàn là nó bắt mấy người con nít rồi bắt cóc đồ đem đi đi ấu dâm xong rồi giết rồi lấy thịt lấy máu gì uống đem đi bán gì tùm lum ra chứ, ma quỷ không à, kinh khủng lắm. Rồi đợt này là nó báo cho biết ha, những cái thú vật cổ đại ha, y chang trong kinh luôn hết trơn rồi, nó nuôi á. Nó nuôi bây giờ nó thả ra mấy cái người mà người cổ đại á, bao nhiêu ngàn năm gì còn sống hết trơn á, ra hết trơn rồi. Rồi người ngoài hành tinh, rồi hết nó cái nó để cái liên đoàn về trên nó về mà làm về không khí đâu đó. Còn là mấy cái người đó hả, nó giấu xong rồi giờ nó lòi ra hết trơn. Là nó cho hay là sẽ xuất hiện đó. Nói chung là khớp trong kinh thầy hết trơn rồi. Thầy nói cái gì là có hết trơn, khớp hết rồi. Nhưng mà tại vì người ta chưa có thức. Rồi mơ mộng ba vụ tiền bi. Rồi em nói hả, sau này cái tiền bi á, nó tiền ảo, là điện tử. Mà nó bây giờ nó làm như vậy xong nó bắt buộc mình tiền giấy bị lỗi, tiền giấy sẽ bị lỗi hết, vàng đồ anh phải vô anh làm thẻ mã số, bắt đầu nó quản lý ở trong ngân hàng. Nhưng mà bây giờ mình xài vàng thì mình đem về, còn bây rồi tới chừng nó quản lý là vàng anh gửi ở trong ngân hàng luôn, anh không có cho, không có được đem về đâu. Bởi vậy mới là nhà giàu bằng với nhà nghèo trắng ta luôn. Giống trong kinh này. Dạ. Rồi cái mà bây giờ mà những người mà biết á, vàng á mình đổi ra lương thực. Tại vì sau này bây giờ anh thấy gạo bây giờ mắc không? Bắt đầu còn tăng giá nữa. Trồng trọt không được, chăn nuôi không được, bắt đầu gạo không có mà ăn, nó bán, nó đem đi nó bán hết trơn. Bằng một chén vàng đổi một chén gạo mà không đổi đó. Khớp trong tụng kinh rồi. Bởi vậy mà vàng xài không có được.
tiền cũng không được, tiền giấy bị lỗi. Bây giờ mấy cái nước ở bên nước ngoài nó thành luật luôn rồi, nếu mà anh không đổi tiền điện tử là nó lỗi anh luôn. Nó ra luật nó bắt giam đồ luôn, cho mày lỗi luôn. Cái đợt mà nó quy đổi tiền là bao nhiêu tiền mình quy đổi, nhưng mà không đổi cái đợt này là tiền giấy bỏ luôn. Còn vàng cũng vậy, nếu mà không đổi không vô là nó đâu có cho xài đâu, làm kỷ niệm. Mà lương thật á, lương thật thì còn mấy cái kia là nó quản lý chân à.